Xin kính chào quý khán giả của đài SBTN và mời quý vị cùng đến với chương trình Hành Trình Âm Nhạc. Và kính mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nhạc sĩ Trúc Hồ. Chào anh. Chào, chào em. Thưa anh, hôm nay anh em mình sẽ nói về một hiện tượng của hải ngoại thời năm 85-86, đó là tiếng hát Tuấn Vũ. 85-86. Dạ. Tiếng hát Tuấn Vũ thời đó là hiện tượng. Một ca sĩ mới, hoàn toàn mới, chưa bao giờ gọi là xuất hiện đùng một cái nổi tiếng mà thời đó mình chưa có video. Dạ đúng ạ. Thời đó chưa có nhiều cái phương tiện để mà quảng cáo lăng xê. Nhưng mà anh nghĩ là khi mà ông Thượng Đế ông chọn người đó làm ca sĩ, người đó làm ca sĩ thôi thế nào cũng phải nổi tiếng rồi. Mà ảnh nổi tiếng bài Đời Tôi Cô Đơn hả? Người Yêu Cô Đơn. Người Yêu Cô Đơn. Đi đâu cũng nghe hết. Hầu như là nơi nào cũng nghe bài Người Yêu Cô Đơn của anh Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi nữa, bần lòng gì kẻ trắng tay. Anh không biết lúc đó Việt Nam có nghe Người Cô Đơn Tuấn Vũ không? Dạ có, tới khi tới đời em sanh ra em vẫn còn nghe mấy cái bài đó. Nhưng mà cái thời này ở bên này là khắp nơi, nơi nào có Việt Nam là nơi đó có giọng hát của Tuấn Vũ, Người Yêu Cô Đơn. Dạ đúng. Tại sao có hiện tượng lạ như vậy? Bài Người Yêu Cô Đơn của anh nhạc sĩ Đài Phương Trang. Dạ. Thật ra bài này viết trước năm 1975 rồi. Ủa, em tưởng là sau 75 mới có bài đó chứ. Sau này thì có Người Yêu Cô Đơn hai là Đời Vẫn Cô Đơn á. Dạ, bé Esa đặt tại Phương Trang thôi. Ảnh gửi qua cho mình để mình thâu bài đó cho anh Duy Linh hát. Đúng rồi. Thì cái ưu điểm của anh Tuấn Vũ là cái ông trời cho cái giọng hát rất rất đẹp. Ảnh xuống cái phần mà cầm của ảnh nghe nó vẫn đẹp, vẫn sáng. Ở giữa nghe vẫn sáng mà trên cao nghe vẫn sáng mà nó không có bị khó chịu. Nó nghe rất là dịu. Cái đó là cái ưu điểm của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Và anh nghĩ là cái bài nhạc đó được viết ra cho anh Tuấn Vũ. Ảnh tự nhiên ảnh hát tự nhiên ai cũng thấy hay. Đúng rồi. Đối với anh thời đó, anh không phải là fan của ca sĩ Tuấn Vũ. Không, anh không nghe Tuấn Vũ được. Lúc ban đầu đó. Lúc mà thời 85 đó. Cái cách mà anh Tuấn Vũ hát thời gian đầu, cái chữ của ảnh, cái phát âm của ảnh không được gọn. Nó hơi đãi. Đó không phải là trường phái mà anh thích. Cha mà nó đãi quá, nó... không có gọn chữ. Nó không có gọn chữ. Nhưng mà ai cũng thích hết. Đâu phải anh thích là người khác là anh không thích, người khác không thích đâu. Âm nhạc đó, nó được có một cái là nó không phải cho tất cả mọi người, nó dành riêng cho người nào đó, dành riêng mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau. Sau này thì anh mới thích anh Tuấn Vũ. Sau khi mà anh hát một thời gian á, thì cái phát âm của anh nó từ từ nó gọn lại.
Anh không phải là người lăn xê anh Tuấn Vũ lên như những ca sĩ của ASA. Anh làm việc nhiều cho nên anh biết là mình làm việc với ca sĩ đó. Còn anh Tuấn Vũ là anh ở bên từ đầu là của bên Phượng Hoàng hả? Dạ, Thanh Lan rồi Giáng Thanh Ngọc rồi Phượng Lan, Hoàng. Giáng Ngọc. Giáng Ngọc là nhiều nhất, Dạ là đúng của rồi. anh Lê Bá Chư Dạ, mấy cuốn băng là bán quá chạy luôn, á, hoa biển của anh mà. Lê Bá Chư đó. Thì anh không hiểu người producer là ai mà từ từ dần dần hướng dẫn anh Tuấn Vũ, hoặc là anh Tuấn Vũ từ anh nghe lại để mà anh chỉnh lại, Dạ. cho nên sau này giọng ca ảnh rất là đẹp, Dạ đúng. mặc dù nó có gì hơi đớt đớt trong đó nhưng mà cái phát âm của anh bây giờ rất đẹp hơn hồi xưa nhiều lắm. Và cái bài Người Yêu Cô Đơn đó làm cho mình nói thì nó nghe hơi ngược đời, nhưng mà nhờ cái bài, nhờ anh Tuấn Vũ mà người nhạc sĩ sáng tác Đài Phương Trang được nhiều người biết hơn. Với nhiều quá đơn. Và sau này ổng viết thêm bài Nhiều quá đơn hai à. Người Yêu Cô Đơn 2, rồi sau có bài gì, anh biết cái bài gì cũng hay lắm, cái bài gì Cha Cha mà Lê Tâm hát á, À, em có biết qua đó trên Dạ Vũ đó thì phải. đó là cũng nhạc sĩ Đài Phương Trang luôn á. Dạ. Sau này ASA có làm việc với anh Tuấn Vũ nhiều á, thì thật sự ra anh thấy anh Tuấn Vũ là một người ca sĩ tính tình dễ thương lắm, Dạ. rất là dễ thương luôn, làm việc chuyên nghiệp, tính tình gọi là thân thiết. Đại khái là không phải đây là ta là một Ngôi sao đại rồi. ca sĩ ngôi sao, tính tình rất gọi là đồng bình dân với tất cả anh em mọi người. Khi mình làm việc với Tuấn Vũ mình rất thích, Dạ. và anh Tuấn Vũ anh thâu, anh không có thâu nhiều lần đâu. Anh Tuấn Vũ thuộc loại trường phái của anh Di Quang, Ngọc Lan rồi đó. Mấy trường phái đó họ thâu chừng 2 3 lần là xong. Anh thích trường phái đó. Là hát có hồn ngay À, từ anh thích đầu. là đừng có vào phòng thâu mà thâu cả mấy chục lần, cả trăm lần, Gò quá. nó mất đi cái hồn, nó mất đi cái moment. Những người ca sĩ mà anh thích đó, là anh thích những người ca sĩ tập nhạc, tập bài nhạc ở nhà trước cho nó thấm vào máu mình đó, rồi vào hát đó, không cần phải nhìn lời, cái lời để đó để nhắc nhở mình thôi chứ không phải là nhìn từng câu mà hát. Thì những người ca sĩ đó họ hát, họ tập ở nhà sẵn rồi, khi mà họ vào á, một lần đầu, 2 lần đầu warm up là lần thứ 3 là lấy được rồi. Anh nghĩ trong đời hát của anh Tuấn Vũ á, ảnh hát chắc cũng gần cả ngàn bài Ảnh chắc là ca sĩ hát thâu âm nhiều nhất ở hải rồi. ngoại. Không có trung tâm nào mà không có Tuấn Vũ. Tuấn Vũ, từ trung tâm đầu tiên là Thanh trung Lan. tâm Thanh Lan cho tới Phượng Hoàng cho tới Giáng Ngọc. Giáng Ngọc. Giáng Ngọc là nhiều nhất, và sau này là ASA. Làng Văn nữa Làng Văn, anh. thời Tuấn Vũ nổi tiếng thì có một người Tuấn Vũ nổi tiếng nhạc mùi. Dạ. Thì ở bên phía nữ thì có một người cũng cũng chưa bao giờ là ca sĩ mà nổi tiếng, đó là chị Sơn Tuyền. Sơn Tuyền. Chị Sơn Tuyền cũng là một hiện tượng lạ. Dạ đúng ạ. Thứ nhất á, là phần đông á, theo theo cái phần đông á, thì người ca sĩ phải đẹp ấy hả, Đúng rồi. thường thường ai cũng thích ca sĩ phải đẹp. Chị Sơn Tuyền không đẹp, nói gì chị Sơn Tuyền đừng có Sơn buồn xúc hồn. Nhưng mà chỉ có cái lạ riêng của chị. Chị không đẹp để mà người ta nghĩ u ca sĩ ha, nhưng mà cái hay ở chỗ mà mặc dù không được đẹp nhưng mà lại có duyên, cho nên rất nhiều người thích nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Đó là một hiện tượng luôn, Đúng ạ. Tuấn Vũ Sơn Tuyền, Tuấn Vũ Sơn Tuyền. Sơn Tuyền thì em biết là Dạ đúng. em của chị Thanh Tuyền Thanh ạ. Tuyền, cái gốc của chị không phải là hát nhạc mùi. Chị Sơn Tuyền lúc ban đầu em thấy hát nhiều nhạc ngoại quốc lắm ạ. Chị không phải là người hát nhạc quê hương, nhạc mùi, nhạc tình cảm, nhưng mà không hiểu ai đã
hướng dẫn chị, góp ý. Có thể là chị Thanh Thiền góp ý em thử hát nhạc mùi đi. Thì anh nhớ là anh có hòa âm cho chị Sơn Thuyền. Chị Sơn Thuyền ở gần nhà anh. Ngay đây ở My Square Park hả? Gần My Square Park hả? Thì thời đó anh khá thân với chị Sơn Thuyền. Anh nhớ anh có làm cho chị một hai cuốn cassette gì đó. Có hòa âm cho chị. Trong đó có cuốn Thành Phố Buồn ạ. Thì cái bài Thành Phố Buồn anh nhớ anh hòa âm không phải là điệu xì lô gốc, mà anh đổi nó qua điệu bolero. Anh đổi bolero cho nó hát, chị Sơn Tiền chị hát nó feel hơn. Bài Mưa Nửa Đêm anh cũng làm hòa âm rất là hay. Đúng, có thời gian làm cho chị Sơn Tiền ít nhất anh nghĩ cũng phải hai cuốn á. Trên anh ạ. Phải 3-4 cuốn á. Dữ vậy hả? Tại vì có số băng của chị ghi hòa âm của anh không à. Hay vậy hả? Nhiều dữ vậy hả? Anh ít khi nào anh hòa âm cho ca sĩ nào mà hơn 2 cuốn. Đúng rồi. Thường thường là anh hòa âm cho trung tâm không à. Đúng rồi. Chứ anh ít, anh nghĩ là chắc tại vì thời đó chị Sơn Tiền chị dễ thương lắm. Chị gọi là thích anh lắm. Chị nói là làm cho chị đi không cần phải gấp đâu. Hứng lúc nào làm lúc đó. Thì có thể là khi mà mình hứng lúc nào mình làm lúc đó, cho nên mình làm được nhiều hơn. Và chỉ nói là thích cái cách Trúc Hồ hòa âm trống á. Trống của Trúc Hồ nghe đã. Mặc dù là nhạc mùi nhưng mà mình làm cho nó hơi trẻ trung, là bởi vì cách chị Sơn Tuyền hát nhạc mùi hoàn toàn khác với tất cả những ca sĩ hát nhạc mùi trước năm 1975. Dạ đúng rồi. Coi là mới trẻ trẻ. Em có thấy được điều đó? Dạ có. Chị Sơn Tiền chỉ có một cái cách hát nhạc mùi theo kiểu nhạc pop. Là chị hát rất cái nhịp nó rất là gọn. Dạ. Mới luyến lấy ngân nga gì nhiều. Cũng có luyến nhưng mà cái tất cả mọi thứ nó đều pop hơn. Nó không phải là nhạc country, nó không phải nhạc mùi, nó hơi pop. Dạ. Cho nên rất nhiều người ái mộ chị Sơn Tiền và sau này trở thành một hiện tượng luôn. Đúng ạ. Rồi chỉ hình như chỉ có làm video. Dạ đúng. Anh có đàn cho chị trong video. Đó, chị cũng nhờ anh tới đờn đờn cho chị, gọi là cái chị làm model. Quay chung làm model trong đời mình, làm model cho chị Sơn Tiền cũng ngộ ngộ. Thì em coi cái video đó. Hay hả? Dạ. Anh nghĩ là một trong những cái... Anh không hiểu tại sao mà anh lại nhận làm model cho cái video đó. Dạ đúng. Chắc là... Anh nghĩ là chắc là lúc đó anh có rất nhiều thiện cảm với chị Sơn Tuyền. Dạ. Cho nên chỉ nhờ gì anh cũng ok hết. Dạ. Mà lúc đó y ra cái thời gian đầu anh cũng mời chị Sơn Tuyền hát trong mấy cuốn Đêm Sài Gòn đó, anh nhớ không? Đúng vậy. Dạ, cộng tác rất là chặt chẽ với y ra. Đúng, chị Sơn Tuyền đó là một cái trường hợp, hai trường hợp ca sĩ nổi tiếng sau năm 1975 bên đàn ông thì có Tuấn Vũ. Tới giờ này hát rất tuyệt vời. Gần đây anh hát cái Những Ngày Xưa Thân Ái cho mình đó. Quá hay luôn. Nói chung là giọng của Tuấn Vũ bây giờ hát gọn hơn hồi xưa nhiều lắm. Anh bây giờ thành fan của Tuấn Vũ luôn. Hiểu không? Rồi mình có chị Sơn Tiền hát nhạc, đưa một dòng nhạc mùi nó qua cái gì nó hơi pop. Ngay cả anh hòa âm cho chị Sơn Tiền cũng vậy. Anh cũng hòa âm nó pop hơn là kiểu những cái bolero mà anh hòa âm cho chương trình Asia. Nó khác. Mình dùng nó điện tử hơn chút, synthesizer nhiều hơn chút. Có đôi khi cũng có chống điện vô luôn. Dạ đúng. Để mà coi như là cho nó mới chút xíu theo cái cách hát của chị Sơn Tuyền. Dạ đúng rồi. Chứ cái cách hát của chị Sơn Tuyền mà mình hòa âm theo kiểu orchestra mà kiểu đó cũng khó cho chị hát lắm. Tại cái trong cái con người của chị Sơn Tuyền á, nó có gì nó pop lắm. Nó gọn lắm. Thì chỉ có hai ca sĩ đó là thành danh nổi tiếng trong cái thời đầu tiên của 80. Đúng rồi. 84, 85, 86, 87. Đúng rồi. Rồi sau đó thì sẽ có một hiện tượng kinh khủng hơn nữa.
là Ngọc Lan và Don Hồ cỡ À, cuối thập niên 80. 80, Dạ. cứ gần 90 đó. Dạ. Gần 90 là đi đâu chúng ta cũng nghe Ngọc Lan. Dạ. Mà thời giữa 80 đó thì em thấy là chị Sơn Tuyền và anh Tuấn Vũ hát rất là nhiều, đi show rất là nhiều phải không anh? Với ban nhạc anh Tài em cũng có thấy thỉnh Có, thoảng. anh ít đi đi show với anh Tuấn Vũ lắm. À. Sơn Tuyền thì có. Dạ. Mà như hai ca sĩ lại rất là vui, như là tếu ở ngoài đời thường. Anh Tuấn Vũ thì là một người, có thể nói là một người hài hòa. Ừ. Anh nghĩ ảnh có nhiều người bạn bè Dạ. thích ảnh, thương ảnh, đôi khi chăm sóc cho ảnh luôn. Bởi vì Dạ tính đúng rồi. tình của ảnh là vào một cái nơi nào đó, một buổi tiệc nào đó, ảnh cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái, nhẹ Đúng rồi. nhàng, Dạ. nhiều nụ cười. Dạ. Cái đó là cái ưu điểm của anh Tuấn Vũ. Dạ Và đúng chị Sơn Tiền cũng cũng vậy. Dạ đúng ạ. Chị Sơn Tiền cũng là một người ca sĩ rất là hài hòa Dạ. và rất dễ thương. Dạ. Anh có thời gian anh rất thân với chị Sơn Tiền và chồng của chị, nhưng mà gần đây thì anh không có gặp nữa. Dạ đúng ạ. Thế từ khi mà về Việt Nam hát. Chắc chắc lúc này chị về Việt Nam định cư hay là hát gì bên đó, Dạ đúng rồi. chưa Dạ. bao giờ gặp lại. Dạ, nhưng mà anh cũng có kết hợp chị Xuân Tuyền với anh Tuấn Vũ trong cái liên khúc cho Ira đó. À. Cái khúc quê xa là nó cái thời đó nó cũng cũng kinh khủng lắm. Dạ. Ngoài bên vấn đề mà liên khúc mà nhạc trẻ Trung Hành, Kiều Nga, Ngọc Lan, Dạ. thì bên đây chị Thi Văn chỉ muốn liên khúc nhạc mùi nữa, cho nên anh cũng phải làm liên khúc nhạc mùi. Dạ. Thì có anh Tuấn Vũ, có chị Thiên Trang, có chị Sơn Tuyền. Đúng ạ. Thật sự ra mấy cái liên khúc thời đó bây giờ nghe lại vẫn hay á. Dạ đúng anh. Nghe lại mình thấy vẫn mới và vẫn nghe rất là hợp. Nghe nó dễ nghe, nó không phải là cái gì sâu sắc. Nó đôi khi âm nhạc nó chỉ cần đơn giản thôi, nó chỉ cần cái gì cho người nghe họ cảm thấy họ sảng khoái ha, thích thu hút. Thì những cái liên khúc là những cái dòng nhạc mà dễ thu hút, Dạ. là bởi vì thứ nhất á là những bài đó là những bài nổi tiếng không à, Dạ đúng. cho nên khi mà mình dùng những bài nổi tiếng và cách anh làm liên khúc á, anh không phải là làm từ bài này qua bài kia, làm từ bài này qua bài kia là mình chơi tiếp thôi chứ không phải là liên khúc. Cách anh làm liên khúc là anh lấy cái phiên khúc Dạ. của bài này, anh xài cái điệp khúc của bài khác Dạ. thành ra một bài nhạc mới, cho nên nói lạ hơn là mình làm liên khúc theo kiểu theo thứ tự hết Đúng. bài này tới bài kia. Cho nên á, anh chọn cái tempo á, cái quan trọng là mình chọn cái tempo nó gần với cái nhịp tim. Cái tempo gần tới nhịp tim á, cả khoảng 115 đến 120 á, là một bài nhạc liên khúc dài tới 12 phút á. Dạ đúng ạ. Làm sao em nghe 12 phút mà em không mệt? Thì chỉ có cách là em làm theo cái nhịp tim, tại cái tim mình nó đập, tim mình nó bình thường nó đập cỡ đó thì mình nghe 12 phút cũng không sao hả. Đó là anh nghĩ là một trong lý do liên khúc thành công là tại vì cái tempo á, cái nhịp mình chọn đúng cái nhịp tim của người, con người của mình. Yeah. Không có em bờ đá công viên âm thầm, chiều mưa không có em giăng mắt mây không buồn trôi, trời mùa thu lắm mây con bước em đi quên về, vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau.
trống rồi cái tiếng lâu lâu có thêm. Cái thời đó là bắt đầu của sequencer. Tất nhiên là có thời gian đầu á, làm liên khúc của Trần Ngọc Sơn, làm viết hòa âm rồi kêu anh chơi piano rồi kêu Peter đánh trống, Lưu đánh bass. Thì cái liên khúc của Trần Ngọc Sơn làm thì nó cũng theo thứ tự, Từng bài từng bài từng bài. không có được hay nên Asa không có muốn ra. Thì anh khi mà anh nghe cái đó, anh làm đờn cái đó thì nói liên khúc nên làm kiểu khác, không có xài trống gỗ, không có xài bê này, mà nên làm cho nó sequencer. Cho nên anh làm cái liên khúc đầu tiên là liên khúc Tình yêu. tình yêu, và anh sắp bài nó lộn đảo lung tung cả thứ, nhưng mà nó theo cái ý nghĩa của những cái bài nhạc tiếng Việt thì anh lựa nó cũng theo, nó cũng có cái ý Giống giống trọn một nhau. cái câu chuyện chứ không phải là muốn vô gì là vô. Mà thời gian đầu làm liên khúc rất là dễ, bởi vì cái gì mình làm lần đầu nó cũng dễ chứ. Mà nhiều bài nữa. Nhiều bài chưa ai sử dụng rồi, cái cách mà anh làm liên khúc nó cũng tương đối đơn giản lắm. Anh cứ nghĩ tới bài nào anh làm bài đó, anh đang hát cái đoạn này cái anh nhớ cái bài điệp khúc của bài khác, anh cứ bỏ vô, anh cứ thế mà làm thôi. Một ngày anh làm được một liên khúc rồi. Là một một liên khúc là 12 phút đó. Một ngày anh qua một liên khúc là basic, xong rồi ca sĩ vô hát, xong rồi anh gọi Peter. Peter mang trống điện tới để báo trống, để kêu percussion. Rồi anh bắt đầu anh overdub synthesizer. Vậy là xong đó. Rồi ca bè. Thời đó là anh Bạch Đông, anh mix với Dạ chung đúng. với anh. Dạ. Thì đó là một cái gì nó tạo ra Hiện tượng. một cái gì nó mới trong thời đó, là cuối cuối thập niên 80 phải không? Dạ, năm 90, 91 đó. Đó Dạ. khoảng cuối thập niên đó là bắt đầu có liên khúc, Dạ. thì cỡ năm 90 anh nghĩ cỡ đó. 90. À, mà những cái bài hát liên khúc đó phải đúng theo cái tông của nhau không? Hay là mình lấy nhiều tông được? Tất cả đều đổi rất nhiều tông. Ồ, dạ. Rất nhiều tông chứ không phải là từ đầu tới cuối một tông, từ đầu tới cuối một tông nó bị giới hạn lắm, tại vì liên khúc nó có ca sĩ nam ca sĩ nữ, Dạ đúng ạ. mà từ đầu tới cuối mà một tông nghe nó boring lắm. Cho nên anh làm phần đông là anh đổi rất nhiều tông, và mỗi lần mình đổi như vậy á, mình có một cái transition, có một cái anh phải nghĩ ra những cái câu dạo gì đó hay là những cái câu hú gì đó, tí 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 tí, đại khái để Làm cái câu nói. mình làm cái cầu nối. Thì những cái cầu nối đó mình phải làm sao mà nó flow á, nó đi dễ dàng á. Tất nhiên là anh làm sao mà anh ra như vậy là nó ra như vậy thôi, chứ mình không có cần phải suy nghĩ nhiều. Thì khi mà mình flow như vậy đó thì khán giả họ nghe đó, từ bài này qua bài khác đó, họ cũng flow theo mình luôn, tất nhiên là họ cũng không biết là mình đổi key luôn. Đúng ạ. Thì cho nên hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại một cái thời vàng son của nhạc hải ngoại với hai tiếng hát tiêu biểu thời điểm đó và thời 85, 86, 87, đó là Tuấn Vũ và Sơn Tuyền. Lần tới mình nhắc liên khúc hay là mình nhắc Trình Ngọc Ngọc Lan Lan. Đôn Hồ, mấy cái Chắc đó chắn là ạ. mấy cái thời gian mà hầu như ai cũng nhớ. Dạ đúng anh. Em cảm ơn anh đã chia sẻ và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.